vị ấy. Tiện lợi cho người dân, người ta có thể là những cái sản phẩm nó mới ra đó thì người đi tiêu dùng, người mua sắm người ta có thể biết đến, chứ bình thường thì không có biết tới. Và năm nay thì đặc biệt hơn một chút xíu khi mà Giang cũng là cư dân của khu vực Vinhome và được tham dự một phiên hội chợ ở ngay tại khu mình đang ở. Giang thực sự thấy là đã có một sự thay đổi rất là nhiều về chất lượng của các gian hàng. Nếu như trước kia thì các gian hàng sẽ thường từ các doanh nghiệp khá là đã nổi tiếng trên thị trường cũng như là đã có một chỗ đứng nhất định, thì năm nay thì Giang thấy xuất hiện có nhiều công ty hoàn toàn mới và đều là các doanh nghiệp áp dụng cái công nghệ cao vào trong sản xuất của bên mình. Và các doanh nghiệp cũng rất là tự hào khi mà giới thiệu với Giang là hàng của họ đã được xuất đi Mỹ, đi Nhật, đi những thị trường rất là khó tính. Và Giang nghĩ đây cũng là một cái cơ hội cho những người tiêu dùng giống như Giang có thể được tiếp cận nhiều hơn với các doanh nghiệp mới, cũng như là được thưởng thức những cái sản phẩm mới do các doanh nghiệp sáng tạo ra. Có một đặc điểm mà Giang thấy cô Vũ Kim Hạnh đã giới thiệu, đây là chương trình mà để kết nối các doanh nghiệp sử dụng các tài nguyên bản địa để kết hợp với công nghệ cao mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm mới. Và Giang hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp tới gần hơn với người tiêu dùng, và người tiêu dùng cũng có cơ hội để tìm kiếm những sản phẩm mới cho gia đình mình.